Nam ca sĩ MC Kenvin rơi từ tầng 5 vì tưởng vợ gõ cửa khi đang ngoại tình. Mới đây, theo tiết lộ của cảnh sát, ca sĩ nhạc funk MC Kenvin, tên thật là Kevin Nascimento Bueno, đã rơi từ tầng 5 ban công phòng khách sạn của bạn anh xuống nền bê tông cạnh bể bơi. Thấy Kevin còn thở, mọi người đã hô hoán đưa anh đi cấp cứu. Tuy nhiên, không lâu sau, nam ca sĩ bị trụy tim 2 lần và qua đời trên đường tới bệnh viện. Được biết tai nạn xảy ra vào tối Chủ nhật ngày 17 tháng 5 tại khách sạn Prisa Barra ở Rio de Janeiro. Người mẫu Bianca Domínguez, 26 tuổi, cô gái ở cùng MC Kevin trong phòng khách sạn, khai với cảnh sát rằng nam ca sĩ đã hoảng sợ chạy ra ban công khi thấy tiếng gõ cửa. Cô kể Kevin sợ người vợ mới cưới của anh, luật sư hình sự Deolane Bezerra, 33 tuổi, mở cửa phòng và bắt gặp anh ngoại tình. Kevin đã cố nhảy xuống ban công căn hộ tầng dưới nhưng trượt chân và rơi xuống đất. Theo Daily Mail, người mẫu này tiết lộ hôm đó cô gặp MC Kevin và bạn của anh Victor Fontenelle tại khách sạn và họ đã rủ cô lên phòng. Bianca khai rằng họ đã có quan hệ tình dục tập thể với nhau. Vợ của MC Kevin đang rất đau lòng trước thảm kịch này. Deolane Bezerra và MC Kevin vừa kết hôn trong lễ cưới xa hoa tại một resort ở Tulum, Mexico vào 3 tuần trước. Cô xác nhận về cái chết của chồng trên Instagram ngày 18 tháng 5 với dòng chia sẻ đau đớn. Anh từng thì thầm vào tai em rằng chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi ta, mà giờ đây chúng ta đã không còn bên nhau nữa. Mọi thứ sao quá nhanh vậy, anh ra đi mang theo một phần tâm hồn em. Anh đã luôn là một người tuyệt vời. Em đã chờ 33 năm mới có được hạnh phúc ấy mà giờ anh đỡ bỏ rơi em. Thật không công bằng khi anh ra đi như thế này, tình yêu của em mà. Vợ ca sĩ quá cố kể với cảnh sát, cô lúc đó ở phòng 1302 trong cùng khách sạn, đã đi tìm chồng sau khi gọi điện, nhắn tin nhiều lần nhưng anh không bắt máy. Tuy nhiên, Deolane Bezerra không phải là người đã gõ cửa khiến Kevin hoảng sợ, mà là một người bạn đến tìm nam ca sĩ. Một số nguồn tin cho biết, ngay sau khi phát hiện ra vụ việc, Deolane đã lao đến đánh người mẫu Bianca Domínguez. Cảnh sát đã phải can thiệp để tách hai người phụ nữ ra. MC Kevin là ca sĩ trẻ nổi tiếng tại Brazil. Anh bắt đầu sự nghiệp vào năm 2013 và một năm sau gây chú ý với ca khúc Prepara Novia kết hợp với MC Bradinho. Năm 2019, Kevin phát hành ca khúc Cavalo de Troia, Trojan Horse, trở thành hit với hàng trăm triệu người xem trên YouTube. Các ca khúc của Kevin thuộc thể loại nhạc funk, thường viết về cuộc sống ở những thị trấn tồi tàn tại Brazil. Anh có hơn 1,8 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify và hơn 10 triệu người theo dõi trên Instagram. Album mới nhất của Kevin mang tên Phoenix ra mắt vào đầu năm nay. Cuối tuần qua, MC Kevin tới Rio de Janeiro để trình diễn trong một bữa tiệc vào đêm 16 tháng 5. Vợ anh đi cùng và có tin đồn rằng giữa họ đã xảy ra vài trục trặc. Nam ca sĩ xấu số hiện được chôn cất tại quê nhà São Paulo, Brazil.